xong kìa ai đón mừng cùng tình duyên mới. Nắng ơi nỡ quay về đây, màn đêm đã lay phù vây. Tôi đó một thời thanh xuân 7x. 7x. Dạ, wow. 7x nha. 7x. Có một siêu hit, siêu hit. Rất giàu nha, biệt thự nha. Rất giàu biệt thự. Mọi người cho em xin lại thông tin với em chưa nghe. Tôi đó. Tôi đó. 7x. Một thời thanh xuân và hình ảnh một cái căn nhà rất là sang trọng. À có nghĩa là giàu. Rất giàu. Bây giờ em thử liệt kê những nghệ sĩ mà em biết là rất là giàu và ở biệt thự xem nào. 7x có thể là chú Lý Hải. Nếu là Lý Hải thì người ta đã nói là đạo diễn, diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất rồi. Nhưng chương trình sẽ không làm vậy. Có một siêu hit em ạ. Nhưng mà chú Lý Hải cũng có một siêu hit mà. Anh Hải là một rừng hit. Anh Lam Trường cũng rất nhiều anh hit luôn. Anh Lam Trường là nhiều hit mà... Ủa này có một cái hit à? Dạ, một hit thôi. Một hit mà có cái thông tin đầu tiên là tôi đó nha. Khó nha. Khó. 7x nhiều lắm. 7x rất là giàu. Có biệt thự đó. Nhà biệt thự nhưng mà không phải ở Việt Nam đâu nha. Ở nước ngoài. Ủa vậy hả? Dạ. Cái khung cảnh đó là trong cái khung cảnh ngoài. Đó thì đúng là nước ngoài. Ở Việt Nam thật. Thì sẽ phải có cây dừa đồ hay. Con sông. Tại vì em biệt thự ở nước ngoài. Đi Mỹ mấy lần em cũng rồi. Thấy trong có cái kiểu những cái biệt thự nó hơi hơi kiểu nó cái sàn nó thấp em. Thu Thủy phân tích tới xây dựng luôn. Bé không hiểu gì luôn. Ca sĩ mà thời 7X là biết những ai? Anh Lý Hải, anh Đan Trường, anh Lam Trường. Hết, biết ba người thôi. Lâm Chấn Huy. Thôi nãy tôi mới vừa nghe là ở dưới bà nào nói cái gì cũng vỗ tay hết. Tôi không tin nữa đâu. Thế tôi hát nhé. Dạ, tôi xin hát ạ. Mời cho bà biểu số 3. Wow. Nhìn quen quá. Em biết ai rồi, em biết luôn. Ghê vậy. Thì thôi thôi, không nói lại như vừa nãy. Giờ em phải đánh lạc hướng đi em ạ. Dáng cao cao người ta. Đang mặc bộ đồ này, bộ đồ gì ta? Elsa phiên bản Nam anh. Elsa phiên bản Nam hả? Chị đoán ra được rồi. Dễ. Dễ quá dễ. Dễ quá, một hit mà tôi đó. Mà ở biệt thự nước ngoài lâu lắm rồi đâu có thấy ảnh xuất hiện đâu. Xin mời, âm nhạc. Giang hai trong rơi tà nàng đội nghìn nghìn nón lá nét xuân xanh yêu kiều làn tóc bay bay sẫm xìu chắc tương tư ai rồi sau đôi mắt buồn cô liêu và rồi kiều hồng đưa đón lôi về con mình anh bơ vơ ngẩn ngơ lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lặng nhìn duyên lơ nắng kia nỡ đi thật sao đành ôm hết bao niềm đau trèo cao ta mang tìm em chốn nào vậy cố nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề từng chiều từng đàn chim én mai ngóng mãi trông em về tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi đỏ xanh bên sông có nhớ đến bên này đời mong người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau em đã đi rồi thôi không có về được đâu. Thật ra là mình có biết không? Dạ chưa. Em sinh năm bao nhiêu? 2000. 2000. 2000 chắc khó biết lắm. Có thể là khó biết. Sao biết được? Hồi nãy là có nhận ra chị Emily với chị Thu Thủy không?
Dạ không. Có chị Thu Thủy em có nhận ra. Nhận ra nhưng mà sau khi biết được tên thì chứ em nhìn mặt em... À nhận ra mặt thôi chứ không biết tên ạ. Trời ơi, tan vỡ. Tan vỡ. Bây giờ riêng bé này mình đừng có nhắc gì hết trơn, mình nói thẳng tên luôn rồi đoán luôn. Em đang có hiện ra trong đầu em một nhân vật. Ai? Anh Trương Đăng Huy ạ. Em đến với âm nhạc lâu chưa? Dạ mới đây ạ. Mới đây đúng không? Hồi trước vẫn có hay nghe nhạc các anh chị không? Dạ có. Có hay coi mấy cái MV hồi xưa mà quay tại sân khấu không? Đây là một trong những ca sĩ mặc áo mưa đầu tiên ở Việt Nam hát. Thật ra là cái áo đó không phải là áo mưa ha, mà y chang áo mưa vậy đó. Mà chắc mình có thể nói là áo mưa cho nó vui vậy đó. Là có thể em là biết anh Trương Đăng Huy nè. Anh Trương Đăng Huy là hát bài gì? Em không nhớ. Ôi trời ơi. Em chỉ biết tên thôi. Em không biết bài. Rồi em biết anh Châu Gia Kiệt không? Dạ biết ạ. Bài gì nè? Anh chàng đẹp trai. Hát sao? Anh chàng đẹp trai ngồi xung quanh uống ly cà phê. Đó là Lưu Chí Vĩ nha. Đó là Lưu Chí Vĩ nha. Cái đó là sáng uống cà phê. Còn anh Trương Kiệt là na 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 na. Nhớ biết không? Na 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 na. Vô. Na 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 na. Vô. Da 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 da. Rồi biết anh Lâm Hùng không? Dạ biết ạ. Rồi anh này cũng chơi mấy anh đó đó. Anh này người khá là đô nha. Hiện tại anh đang sống ở nước ngoài hay là đã về Việt Nam rồi ạ? Anh này á là anh có nhiều nhà quá. Sống đâu sống. Wow. Nói chung là thôi bây giờ đừng làm khó cháu nữa. Chúng tôi sẽ mời nhân vật bí ẩn cuối cùng ngày hôm nay mở màn ạ. Thử liệt kê một vài cái tên vài nghệ sĩ mà em đang nghĩ đến xem nào. Tôi đó 7X, một thời thanh xuân và hình ảnh một cái căn nhà rất là sang trọng. Một hit thôi. Một hit mà có cái thông tin đầu tiên là tôi đó nhá. Dạ anh Quách Thành Danh ạ. Thông tin nào dựa vào đâu? Lúc đầu là em nghe câu đầu là em đã biết giọng nhưng mà em không nhớ được tên. Có quyền hỏi. Mời hỏi. Dạ alo chào anh. Chào em. Anh hiện tại đã có gia đình hay chưa? Gia đình thì anh có nhiều. Hiện tại là mình đang ở Việt Nam hay là mình ở nước ngoài sinh sống anh hả? Nói chung là cũng đi đi về về. Cũng đi đâu đi? Mình đã từng mặc áo mưa hát lần nào chưa? Anh cũng thích lắm á. Hỏi gì nữa đi, hỏi đi. Quê ở đâu? Vợ anh làm nghề gì? Dụ vậy. Anh có vợ chưa? Trời. Có vợ rồi. Chắc là không phải trong nghề đâu, chứ trong nghề mình biết rồi. Dạ, yeah, ngoài nghề quá. Dạ không, em đoán là trong nghề ạ. Anh là ca sĩ. À không, tụi anh đang nói vợ ảnh mà. À không, tụi anh đang nói vợ ảnh mà. Dạ. Chứ anh là trong nghề mới mời anh tới đây chứ. Phương án cuối cùng em chốt là anh Quách Thành Danh ạ. Đây là ca sĩ Quách Thành Danh. Dạ. Âm nhạc. Người hỡi nhớ em nhớ muôn ngàn khơi, nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới. Nắng ơi nỡ quay về đây, màn đêm đã lay phù vây. Giờ máy bay phương trời xa người có hay, người có nhân sao vội bên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim em mãi nông mãi trông em về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đò dạng bên sông có nhớ đến bên đây đời mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất. Rồi thôi không có về được đâu. Sau này anh mang thêm vào lòng tiếc cho thân cơ hàng càng đậm sâu đâu lắm em ơi nàng. Đang giờ xa hoa ta vẫn còn giữ nguyên mối duyên đầu. Một lần yêu mang đớn đau mãi về sau. À,
chiều từng đàn chim én mai ngóng mái trong em về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đò xanh bên sông có nhớ đã bên đây đời mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu giờ đã mất nhau. Em đã đi rồi tôi không có về được. Đây chính xác là ca sĩ Quách Thanh Dân. Thank you. Anh làm gì mà Thu Thủy biết anh ở biệt thự rồi hết trơn, nhà cửa giàu có. Thu Thủy nói từ nãy tới giờ đồng nghiệp mà cùng thời với nhau nên hiểu rõ nhau hơn. Em thật sự không hề biết gì hết trơn, em nói giống như em biết rồi. Nói đúng em rồi nhìn dữ liệu đây nè. Trời ơi, chứ em chưa có Facebook của anh Danh luôn á. Trời ơi trời, chưa biết gì nhau mà biết nhà người ta ba ngủ vàng nói hết trơn nãy giờ. Nhưng mà em biết anh Danh không có ở đây đúng không ạ? Anh ở nước ngoài. Dạ thì anh em biết định cư bệnh mà. Nhưng mà sai nữa rồi, anh mới về đây. Mới về mà dọn về luôn rồi. Ồ anh biết mà. Mới về được có, thật sự ra cũng hơi cập rập là mới về được có ngày thứ ba thôi. Nên giờ giấc cũng còn thay đổi và vừa đóng 70 thùng đồ kiện đồ chồng ngược về Việt Nam. Thật sự là thưa quý vị là di chuyển xa nó không quan trọng bằng việc con cái phải về môi trường mới. Để con cái thích nghi rất là khó, mình thì dễ rồi. Yeah. Con cái phải học lại từ đầu về cách giao tiếp, cách ứng xử, rồi về ngôn ngữ nữa. Nói chung cực lắm. Cực. Ai có con cũng biết ha. Yeah. Nhưng mà tình cha ấm áp như vầng thái dương mà. Miễn cho con cái nó vui, nó hạnh phúc là được rồi. Thôi bây giờ vậy, bé nó mê anh quá. Hồi nãy em nói cái vụ mà áo mưa là em nói chơi thôi. Nhưng mà hồi xưa anh có mặc cái áo trùm đầu nhớ không? Cái MV mà... Tôi là tôi đó. Thời điểm đó thật sự ra nó như là, gọi là cái trend đó. Đi ra đường mà ai mà mặc là áo khoác mà chùm cái nơi nón lên nè, Quách Thành Danh liền à. À. Đó là giờ một cái đặc trưng riêng à. Hiện tại em vẫn còn giữ cái đĩa từ xưa tới giờ là album của anh. Bài Tôi Là Tôi, cả 1 và 2 luôn. Oh, thank you em. Thì thôi, bây giờ lỡ gặp nhau rồi thì mình Tôi Là Tôi xong ca được không anh? Dễ mà, qua em thuộc hay không thôi. Dạ được rồi. Rồi, chuẩn bị. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Là đợt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Mà vì sao tôi lại xèo để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em, nó đã biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt cuộc đời này, lời nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Thằng ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Đến giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Ngày xưa khi gặp nhau, tiếng yêu thiết tha đã trao lời. Dù cho không còn yêu, cũng đừng nên oán trách nhau. Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình? Và tôi luôn là tôi, chớ mong đổi thay tôi làm gì. Rồi, gái. Dạ. Lên trao lại Phương miệng. Như vậy là với phần trợ giúp của các anh chị bên dưới nhiệt tình thì cháu nó đã vượt qua rồi và đoán được đây là nam ca sĩ Quách Thành Danh. Vỗ tay nồng nhiệt với sự có mặt của anh Danh.